Những ngày qua, ghi nhận tại các cảng cá lớn của tỉnh Bình Thuận như Phú Hài, Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, hàng loạt tàu cá của người dân phải nằm bờ trong nhiều ngày qua vì không mua được dầu để ra khơi khai thác. Sự việc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình khai thác thủy hải sản của ngư dân địa phương, khi mà Bình Thuận được đánh giá là một trong ba ngư trường trọng điểm của cả nước. Sáng ngày 29 tháng 8, vợ chồng chị Trần Thị Huyền, ngụ xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, phải dậy từ sáng sớm để mua dầu. Có mặt tại một cây xăng trong cảng cá Phan Thiết, chị Huyền bức xúc cho biết, chị đã đi 5 cây xăng để mong mua được 150 lít dầu về để cung cấp cho chiếc tàu cá của gia đình đã nằm bờ nhiều ngày qua, nhưng đến cây xăng nào cũng bị từ chối vì họ báo đã hết dầu. Tương tự, ông Đặng Tố, ngụ phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết cho biết, cần khoảng 4.000 lít dầu để ra khơi đánh bắt hơn 10 ngày, nhưng đến giờ dù đã đi nhiều cây xăng nhưng vẫn không mua được. Có nhiều nơi còn bán dầu nhưng họ hét giá quá cao, từ 27 đến 30 ngàn đồng một lít, khiến ông không thể mua nổi. Do đang vào vụ khai thác cao điểm trong năm, nhiều chủ tàu cá phải chấp nhận mua giá cao để có đủ nhiên liệu ra khơi. Theo đại diện đoàn giám sát của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận, sau đợt bị ảnh hưởng do bão, tàu thuyền không thể ra khơi nên những ngày qua, khi thời tiết ổn định trở lại, nhu cầu mua dầu của ngư dân tăng đột biến, dẫn đến nguồn cung cấp dầu bị thiếu hụt, đứt đoạn. Cũng theo đơn vị này, hiện chưa phát hiện cây xăng nào có hiện tượng găm hàng, chủ yếu là do nguồn cung bị gián đoạn, dẫn đến dầu bị khan hiếm. Tuy nhiên, nhiều ngư dân thành phố Phan Thiết cho biết, mặc dù các cây xăng đều thông báo hết dầu, nhưng nếu ngư dân có nhu cầu thì sẽ đặt cọc tiền cho các cây xăng. Sau đó, họ sẽ cung cấp, nhưng phải chấp nhận với giá cao.